nãy ăn mắt nha, mấy kia chữ bd sao được quýnh dưa cái lượt con đây là giờ ra chơi. Chạy đâu cho thoát khỏi tầm camera. Đây. Những đứa này nó làm gì nó đẩy đẩy vô tường đây. Ờ, quýnh lộn luôn. Ê, Trí, Trí, em quýnh bạn thầy làm chứng cho đó Trí. Này. Cái gì nữa ông, nó hút cho tôi rồi đó. Rồi. Tiếp tục bên đây. Ăn uống không rượu. Hello mọi người. Bên đây chơi đập hình rồi. Nghĩ sao 4 5 thằng con trai dụ đứa con gái rồi ăn hết rồi phải không? Thua hết hay gì rồi? Rồi đây, hot TikToker một cái gì ta, một video có xem chưa? 500.000 gần 500.000 lượt view. 6.000 mà 6k mấy mà. Không biết đâu. 600k thầy ơi. 600k chưa không nhớ. Con không nhớ nhưng mà có thầy có 12k của con tới 13k chính lận. Đây, Nguyễn Trường Thành. Mà tên Thịnh. Hai nhỏ kia hẹn hò đâu rồi đó vậy? Rồi đây, tù xì. Làm gì ạ? Trời ơi, thua cái thằng Hán vậy đó hả? Hai đứa này. Rồi, đây là giờ ra chơi của lớp võ bất ổn. Có một ông thầy cũng bất ổn luôn. Làm cái gì vậy? Trời ơi. Thôi.